thứ 6, 24/9, 21:54. Tính đến thời điểm ngày hôm nay thì đâu đó khoảng tầm 3 tháng rồi. 3 tháng rồi mình chưa được cắt tóc. Tóc của mình khá là dài. Đấy, đằng sau thì khá là dài. Dài thì cũng chưa đủ dài để mình buộc, mà ngắn thì cũng không phải là ngắn. Cho xuống thử xem độ dài của nó như nào. Gần tới mắt rồi. Để mình xem cái đỉnh chóp của nó là sẽ đến đâu. Ôi, dài phết. Hình như là chưa bao giờ mình có quả chóp tóc dài mà mình nhìn được như này. Quả này nhọn phết. Ôi, quả này mà lên lớp dạy học nhờ. Đi khoe vợ phát. Vợ ơi, hay hay kiểu này. Chúng em xin anh đấy. Đây, mình sẽ giới thiệu các bạn những kiểu tóc bạn có thể để vào mùa dịch. Nhưng mà vợ thấy mấy kiểu vừa rồi anh để ok không? Hả? Vợ thấy mấy kiểu vừa rồi anh để có ok không? Mình sẽ ra một series những kiểu tóc mùa dịch cho anh em tham khảo. Đặt tên cho kiểu này là kiểu đỉnh chóp. Kiểu này sẽ có tên là đỉnh chóp. Kiểu này thì mình thấy cũng kiểu này thì mình thấy cũng khá là được. Được thì nó cũng không phải đặc sắc gì, nó mang cái tính chất lạ đấy. Nhưng mà kiểu này thì mình cũng muốn xem phản ứng của các bạn về kiểu tóc này như thế nào, cho mình xin ít feedback xem là kiểu tóc này mình có thể sử dụng nó hàng ngày được không, mình có thể style nó tạo dáng kiểu tóc này hàng ngày được không. Kiểu tóc này mình đặt cho tên là kiểu tóc, đây là kiểu tóc suy nghĩ đấy. Như ở đây kiểu như một cái vòng tròn và có chữ này, còn cái này là cái suy nghĩ của mình được viết lên. Hoặc là kiểu tóc số 9, khá giống số 9. Kiểu tóc này thì nó cũng hơi vướng, luôn luôn mình phải chỉnh, mình luôn luôn mình phải gạt mái. Kiểu tóc này mình luôn luôn phải gạt mái, bởi vì một thời gian quay với cái này cái là đấy, nó sẽ bị vặt sang bên, nó sẽ bị vắt sang bên, là mình luôn luôn mình phải gạt. Giống như kiểu mình hay gạt tóc này, nhưng mà đây là chỉ có dùng một ngón tay để gạt thôi. Kiểu này ok. À, kiểu tóc này giống như một nhân vật trong Naruto. Nhân vật Lee. Nhân vật Lee. Chính xác, Lee. Ôi, mỗi tội như là tóc mình khoảng này vẫn hơi mỏng nên là ly này ly hói này, có đeo kính. Đấy. Theo mình đánh giá thì đeo kính vào thì tóc nó sẽ bị ép vào nên là nó có hơi vướng mắt. Kiểu này thì đánh giá về cảm giác kiểu tóc này thì mình thấy khá là ngầu, khá là có chút cui ngầu với kiểu tóc này, một cảm giác khá là mới với mình. Hình như là mình nhớ là ngày trước mình cũng đã có để một kiểu tóc như thế này rồi. Có một thời để kiểu tóc như này rồi, nhưng mà không dài như thế này và không đeo kính. Ok, mình tiếp sang kiểu, một kiểu mà ngày xưa mình hay để, chính là kiểu bổ luống. Ở đâu? Đây là kiểu đan trường. Đây là kiểu đan trường. Bà mình hay bảo ngày trước là có một cái đường thẳng nhìn như sân bay ấy. Trẻ ngồi ngày trước là nó cứ phải bông bông lên đây này, bông bông bánh bánh lên đây này. Ngày trước là mình để kiểu tóc đan trường này, xong rồi qua Đức là đợt đấy là cứ sáng dậy sớm xịt một đống gôm lên cho cái này nó cứng, nó phải bồng bềnh lên. Đợt đấy lại bên Đức mùa đông nữa chứ. Ui, lạnh thế mà mình vẫn cứ đầu trần mình đi ngoài đường sáng sớm 5:30, rồi kể cả sáng cả tối cả đêm để cứ đầu trần không mũ mép gì. Đợt đấy mê kiểu tóc này đến như vậy cơ mà, gôm miếc các thứ là xịt tùm lum à, cứ đừng vuốt cho nó vảnh vảnh. Kiểu này trông cũng khá là tuổi thơ,
tóc mình mỏng nên là cái độ bồng bềnh rồi độ ấy nó không được đẹp lắm. Nhân tiện vừa tập thể dục xong thì mình tiếp tục với Jerry, những kiểu tóc trong mùa dịch. Đây là một kiểu tóc mình rất hay sử dụng trong mùa dịch, đó chính là kiểu tóc tập thể dục với phụ kiện mũ. Mũ này thì cứ tập xong một buổi là mình sẽ phải giặt và thay một lần. Đấy, mình có thể đội như thế này, nhưng mà mình ít khi mình tập luyện mà đội mũ như thế này. Vướng tầm nhìn, nó cũng sẽ bị che chắn mất tầm nhìn. Thế nên là đây cũng là một kiểu đội, một kiểu đầu trong mùa dịch. Kiểu đầu này thì cảm giác nó mang lại cho mình cảm giác thoáng như hồi còn ít tóc. Theo đánh giá của mình thì khi mình để kiểu đầu này thì cũng rất là tiện lợi, dễ style. Chỉ cần đội mũ lên là xong, cũng không vướng víu gì cả. Công dụng là không cho tóc bay tứ tung. Trong ngày mình sử dụng kiểu đầu này khoảng tầm 1 tiếng. Ngoài ra mình cũng có thể đội những kiểu khác nhau như thế này chẳng hạn. Đấy, như thế này cũng được, hoặc như thế này, hoặc là như thế này, như thế này, như thế này. 360 độ. Đây là phụ kiện xoay 360 độ. Như thế này thì cũng được nhưng mà không thực tế cho lắm. Ok, kiểu đầu tiếp theo, nhân tiện mình vừa tập thể dục xong nên là cũng có chút gôm. Nhân tiện mình sử dụng luôn gôm tự nhiên này để mình tạo dáng, để mình tạo dáng những kiểu tóc của mình. Rồi, kiểu đầu cổ điển, vuốt hết ra đằng sau. Đấy, kiểu đầu cổ điển được rất nhiều các anh mafia trong phim sử dụng. Kiểu đầu này thì mình thấy khá là cool ngầu, nhưng mà bị một cái là nó sẽ làm cho mình bị bệnh viêm màng túi vì quá tốn nhiều keo. Để mình xoay một vòng cho các bạn xem. Kiểu đầu này thì khá là ngầu như trái trầu. Mình cũng khá thích kiểu để kiểu đầu này, nhưng mà thường mình cũng sẽ chỉ để kiểu đầu này một ngày một tiếng trong lúc tập thể dục. Đấy, kiểu đầu này thì nó tạo cho mình cảm giác khui ngầu, không khác gì Big Boss Mafia. Được, kiểu đầu này mình khá kết. Tiếp theo là kiểu đầu hất sang một bên, hoặc là cộm cộm, hoặc là tiếp theo kiểu đầu rock, vuốt lên trên. Thì mình thấy là với cái tóc dài mùa dịch này, với kiểu tóc mùa dịch này thì khá là cũng tốn gôm để tạo dáng. Vuốt chéo sang thì mình hiện tại vẫn đang sử dụng hàng ngày, dễ sử dụng, không vướng víu. Ok, đây là một kiểu mình thấy các anh ấy còn rẽ thêm quả ngô ở đây và tẽ ra đấy, tẽ này cũng được, thấy không? À, nó hơi bị ngứa mắt vì tóc dài đâm vào mắt nên là chớp mắt liên tục. Tiếp theo thì mình có những kiểu như là thế này, kiểu sang hết một bên. Đây là kiểu sang bên tay phải, mình cũng có thể đổi sang bên tay trái, sang hết một bên cũng khá là ok, khá là ổn áp. Trông kiểu này có vẻ được đấy nhở. Rồi, để xem có kiểu nào hay ho nữa thì mình sẽ review tiếp. Hiện tại đây mình sẽ để kiểu này.